thị trường máy tính xách tay, laptop tại Việt Nam tăng trưởng chỉ một con số trong nhiều năm qua, được dự báo tiếp tục đi ngang trong năm 2019. 3/4 miếng bánh đã nằm trong tay một vài doanh nghiệp lớn. Thị trường bão hòa, dư địa tăng trưởng không còn nhiều. Động lực nào để tiếp tục phát triển? Góc nhìn từ bà Lê Thị Khánh Hà, Giám đốc Marketing ngành hàng laptop Asus Việt Nam, doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải Taiwan Excellence, giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc trong nghiên cứu phát triển, tiếp thị, thiết kế, chất lượng và sản xuất. Vâng, xin chào chị. Thị trường laptop tại Việt Nam thì đang được nhận định là đã khá là bão hòa rồi, bởi vì ba cái tên thương hiệu là HP, Dell và Asus thì hiện cũng đã chiếm từ 70 đến 80% thị phần và cái dư địa để mình mở rộng là không còn nhiều. Chị nghĩ như thế nào về nhận định là thị trường laptop tại Việt Nam đã hết nạc và vạc tới xương rồi? Những năm gần đây thì thị trường công nghệ chuyển hướng qua các thiết bị như là điện thoại thông minh hoặc các thiết bị Dell có cái tốc độ bùng nổ lớn hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể không nhắc đến vai trò của các chiếc máy tính xách tay trong các cái tác vụ yêu cầu đòi hiệu suất cao. Năm 2019 thì tại Việt Nam dự đoán rằng tổng dung lượng thị trường của máy tính xách tay sẽ rơi vào khoảng 850.000 tới 900.000 chiếc. Tiềm năng của thị trường máy tính xách tay vẫn còn ở đó. Tuy nhiên là các nhà sản xuất buộc lòng phải thay đổi, phải có những sự chuyển nhịp để đáp ứng yêu cầu cao hơn về mặt trải nghiệm của người dùng. Có vẻ như là để tăng trưởng thì các doanh nghiệp laptop mà mình đang đánh vào những cái phân khúc nó nhỏ hơn. Chị đánh giá như thế nào về cái cuộc cạnh tranh của các doanh nghiệp? Thị trường máy tính xách tay hiện nay nó có hai cái xu hướng nổi bật. Thứ nhất đó là máy tính chuẩn hiện đại theo định nghĩa của Microsoft và Intel là những chiếc máy tính có thiết kế nhỏ gọn với độ dày dưới 1 inch. Và một xu hướng khác đó là máy tính xách tay phục vụ cho các game thủ. Do thị trường thể thao điện tử eSports đang phát triển như vũ bão, không chỉ Asus mà các thương hiệu máy tính xách tay khác cũng sẽ bắt đầu nhập cuộc từ các công ty, các tập đoàn lớn về mặt công nghệ như là Intel, như Microsoft. Thì người tiêu dùng ở Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều chọn lựa hơn, sẽ có những cái giá trị mới được cộng thêm bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống như là các kênh bán lẻ hoặc là các hệ thống về thương mại điện tử. Trong thời gian sắp tới thì sẽ có một cái định hướng mới, đó là chúng tôi sẽ có những cái cửa hàng Asus Store và người tiêu dùng đến đây có thể trải nghiệm các cái công nghệ mới nhất. Như vậy thì có vẻ như là các doanh nghiệp laptop cũng phải kết hợp rất là nhiều những cái kênh phân phối, từ những cái kênh trực tuyến online cho đến những cái kênh là trực tiếp offline. Như vậy điều này sẽ tạo ra cái gánh nặng chi phí như thế nào? Thì đây là bài toán xây dựng thương hiệu bên cạnh bài toán về mặt kinh doanh nữa. Vì kinh doanh là một cái bước cuối cùng, nhưng cái bước quan trọng hơn là trước đó người tiêu dùng cần phải được có cơ hội nhìn thấy sản phẩm, được tư vấn về sản phẩm và được trải nghiệm của sản phẩm đủ trước khi chọn lựa. Một khách hàng là một cái đơn vị nhỏ nhưng họ sẽ truyền miệng, họ sẽ tư vấn lại cho những cái người dùng chung quanh họ như là bạn bè, như là gia đình. Một người có một cái trải nghiệm tốt và giúp chúng tôi lan tỏa cái giá trị thương hiệu. Xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho VTV24.